Trung Quốc ngày 24 tháng 2 bác áp lực của tổng thống Mỹ Donald Trump về vai trò của Bắc Kinh đối với Bắc Triều Tiên và nhấn mạnh vấn đề chính là tranh chấp giữa Washington và Bình Nhưỡng. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 23 tháng 2 với Reuters, ông Trump nói, Trung Quốc có thể giải quyết thách thức an ninh quốc gia do Bắc Triều Tiên gây ra rất dễ dàng nếu họ muốn, tăng áp lực với Bắc Kinh để Trung Quốc gây ảnh hưởng nhiều hơn, kiềm chế những hành động càng ngày càng hung hăng của Bình Nhưỡng.